thơ một mình. Mỗi ngày đi ngã trái bờ sông nước mênh mông, tôi trở về thành phố. Chúng tôi xin mời anh Phương Đại và anh Thanh Phong tới bục để thưa chuyện với quý vị khán giả trong giây lát. Thưa quý vị, tôi trở về thành phố nói lên tâm trạng của những chàng trai đã xếp bút nghiêng theo việc chinh chiến, rồi có một dịp trở lại thành phố thì thấy mình bơ vơ lạc lõng cho nên lại bỏ đi. Đó là một trong những nhạc phẩm nổi tiếng mà Ban Sao Băng đã trình diễn 30 năm trước. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức lại trong cái nỗi xúc cảm mà hai người trong ban là anh Thanh Phong và anh Phương Đại còn lại vừa cống hiến quý vị. Xin chào anh Thanh Phong, xin chào anh Phương Đại. Xin kính chào biết đoàn khán giả. Xin kính chào anh Ngàn. Dạ xin chào anh. Và thưa anh Thanh Phong, thưa anh, nói đến Ban Sao Băng thì có lẽ chúng tôi cũng xin anh tóm lược một chút tiểu sử đã thành lập trong thời gian nào thưa anh. Trước hết xin phép anh Ngàn cho tôi được gửi lời kính chào tất cả quý vị khán thính giả bốn phương. Và xin chào anh Ngạn. Xin anh Ngạn và tất cả quý vị khán thính giả bốn phương cho tôi mạn phép được gửi đến lời chào anh Nguyễn Đức, là ông thầy đã dạy tôi ngay từ đầu, hiện cư ngụ tại Toronto. Thưa anh, chúng tôi được biết là các anh đều là những quân nhân, những nghệ sĩ quân nhân ở trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương thời đó, có phải không ạ? Và yeah, Ban Hợp ca Sao Băng là thành lập trong khi các anh đang phục vụ trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Thưa đúng vậy. Ba anh em chúng tôi gặp nhau trong Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương và chúng tôi có thì giờ tập dượt với nhau. Chúng tôi tạo lập ra Ban Hợp ca Sao Băng.
Và theo nhu cầu lúc đó thì tôi nghĩ rằng tôi muốn lập ra một cái ban hợp ca nó có một chút sắc thái đặc biệt để đi phục vụ cho các anh lính chiến trên bốn vùng chiến thuật vào năm 1964. Thưa anh, xin cảm ơn anh đã cho biết qua về ban hợp ca Sao Băng. Và chúng tôi bây giờ xin hỏi riêng anh Phương Đại. Thưa anh, hôm nay khi nghe các anh hát lại bản Tôi Trở Về Thành Phố thì dĩ nhiên là không phải riêng cá nhân tôi, mà tôi tin rằng tất cả quý vị thính giả, khán giả hiện diện nơi đây cũng như trong mỗi gia đình khi coi cuốn video Paris by Night hôm nay đều có chung một cái nỗi xúc động như thế. Thì anh bao nhiêu năm nay mới trở lại sân khấu, tôi nghĩ rằng anh cũng có đôi điều tâm sự mà muốn thưa chuyện với quý vị. Tôi rất vui mừng đứng trước quý vị. Bác vị. Quý vị và đây cũng là một kỷ niệm mà tôi khó quên được. Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị. Quý vị hẳn cũng nhận thấy anh Phương Đại mà qua được đến đây để mà trình diễn trong đêm hôm nay là một điều rất đặc biệt cho chương trình của chúng ta. Bởi vì anh cũng đã phải tập dượt rất khó khăn, anh mới có thể hát lại một bài hát mà đúng ra anh đã thuộc lòng bao nhiêu năm qua. Và chúng tôi xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, tất cả anh chị em nghệ sĩ, có lẽ chúng tôi cũng xin mạn phép quý vị khán thính giả bốn phương để gửi lời cảm ơn hai anh đã đến. Và đặc biệt anh Phương Đại đã rất là khổ công. Chúng tôi xin được chúc hai anh những điều may mắn trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn hai anh. Dạ vâng, xin mời anh. Kính thưa quý vị, Thanh Phong được thay mặt ban hợp ca Sao Băng xin thành thật cảm ơn quý vị. Và Thanh Phong cũng xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga băng nhạc Paris by Night, cảm ơn anh Ngạn đã tạo cơ hội cho Thanh Phong lần đầu tiên ở hải ngoại được đứng gần với bạn Phương Đại trong mấy chục năm nay, trước ống kính, đứng trở lại trước ống kính. Và bài hát vừa rồi Tôi Trở Về Thành Phố, xin mạn phép quý vị cho Thanh Phong và Phương Đại xem như là một nén hương lòng thắp lên để tưởng niệm người bạn đã nằm xuống. Xin cảm ơn quý vị.